un, deux, un, deux, trois, quatre. Ça, je suis un espadon. Xin chào, mình là Thạch Trang. Trong video tuần này thì mình sẽ mang đến cho các bạn một cái makeup look có tên là Vintage White Rabbit. Và đồng hành cùng mình trong video lần này đấy chính là một hãng mỹ phẩm nội địa cao cấp đến từ Trung Quốc tên là Perfect Diary. Mình thấy makeup look này rất phù hợp cho mùa đông, mùa Giáng sinh, mùa lễ hội, trông rất là đáng yêu và ấm áp. Thế nên hy vọng là các bạn cũng sẽ thích makeup look này và sẽ recreate lại nhé. Để bắt đầu makeup look này thì mình sẽ dùng foundation tên là Supreme Nude Natural Flawless Hydrating Liquid Foundation của Perfect Diary. Và cái màu mà mình dùng là màu P20. Foundation này thì có finish lì và độ che phủ khá là tốt. Thế nên là mình chỉ chấm vào vùng trán này hoặc là vùng mà hai bên má, những cái chỗ mà mình hay bị đổ dầu. Và đừng quên tạt xuống dưới cổ nữa nhé. Tiếp theo thì mình dùng concealer tên là Flawless Clay Silky Touch Liquid Concealer màu B00 của Perfect Diary và mình chấm vào những cái vùng thâm mụn còn sót lại sau khi mà tán foundation. Độ che phủ của concealer này thì ở mức khá, mình chỉ cần chấm lên và dặm ra là được, không cần phải chồng đi chồng lại nhiều lớp. Tiếp theo thì để những chỗ mà mình chấm concealer che thâm mụn không bị dịch chuyển trong ngày thì mình dùng thêm phấn phủ không màu để dặm lên. Và phấn phủ này có tên là Weightless Soft Velvet Blurring Loose Powder. Phấn phủ không màu này thì mình thấy dùng rất là ok, bởi vì là đến cuối ngày khi mà mình đi tẩy trang thì da mặt mình cũng không bị bóng dầu như mọi khi. Và những cái nốt mụn được che phủ bằng concealer và phủ phấn lên ý, thì nó giữ nguyên và nó không di chuyển gì cả. Trong cái bộ phấn phủ này của Perfect Diary kết hợp với cả Cinnamon Roll thì còn đi kèm thêm một cái cọ cực kỳ chất lượng. Bình thường cọ ở trong những cái đồ make up đi kèm theo là bọn mình sẽ vứt đi bởi vì là nó không tốt đúng không? Thế nhưng mà cái cọ này cực kỳ chất lượng luôn. Lông cọ rất là mềm, rất là kiểu fluffy ấy. Xong rồi là khi mà mình phủ phấn lên mặt thì nó không để lại cái vệt cọ trên mặt mình. Nói chung rất là ok luôn. Ok, xong phần nền rồi thì tiếp theo chúng mình sẽ đi đến các bước họa mặt. Đầu tiên sẽ là phần mũi, tại vì đây là makeup look con thỏ, thế nên là mình sẽ làm cho mũi mình hồng một chút. Đầu tiên thì mình sẽ dùng màu cake ở trong bảng Eyeshadow Palette 07 Chicardia của Perfect Diary. Vì mình muốn là có một cái makeup look giống con thỏ nhưng mà nó vẫn phải nhẹ nhàng và tinh tế chứ không phải là kiểu vẽ mặt Halloween ấy. Thế nên là mình sẽ dùng những cái màu từ nhạt cho đến đậm và build dần lên để đạt được cái màu mà mình mong muốn. Bảng mắt tiếp theo mà mình dùng là Fancy Card và màu mà mình dùng là Water Lily cộng với cả Rosy Sunset. Thì mình dùng hai màu này để nhấn vào phần đầu mũi. Các bạn lưu ý là khi mà mình làm cái mũi con thỏ này thì các bạn đừng đánh ra ngoài hai cái cánh mũi quá nhiều. Mình chỉ tập trung ở nửa hai cái cánh mũi ở phía trong và phần đầu mũi thôi. Đó, và các bạn đừng đánh lên trên chóp mũi, nếu không thì nó sẽ giống kiểu ông già Noel hay là hề ấy. Sau khi mà đánh xong thì mình cũng dùng cái chổi vừa nãy để phủi qua cho nó được tự nhiên hơn ý. Và sau đó thì mình moving on đến phần đánh má. Ở má thì mình cũng dùng hai màu đó là Water Lily và Rosy Sunset để cho nó được hài hòa cái makeup look của mình. Và mình đánh cả lên trên sống mũi và đánh ra xung quanh cái chóp mũi của mình nữa. Nó gần như kiểu là các bạn dùng má hồng để contour ấy, bởi vì là mình đang làm makeup look con thỏ. Thế nên là mình sẽ không contour đậm ở trên mặt mà mình chỉ dùng má hồng thôi. Tiếp theo thì để tạo điểm nhấn, mình sẽ chấm rất là nhẹ cái màu Ribbons ở bảng Chicardia vào giữa hai má của mình, tính từ trên mắt thẳng xuống và ở phần đầu mũi cũng như là ở phần sống mũi. Khi mà chúng mình làm như vậy thì nhìn tổng thể cái makeup look nhỏ sẽ đáng yêu hơn ý, trông như kiểu là lạnh lạnh xong rồi là ửng hồng, trông rất là mùa đông. Cho phần mắt thì mình tiếp tục dùng màu cake để tán lên toàn bộ hốc mắt, tán cao lên đến gần chân mày để làm cho mắt trông có vẻ to, tròn và đáng yêu hơn. Tiếp theo thì mình lại đổi sang cái bảng Fancy Card để dùng màu Water Lily và Rosy Sunset. Mình tán hai cái màu này ở phía dưới sát với cả cái chân mi của mình ấy. Tiếp theo thì mình sẽ lấy màu Water Lily ở bảng Fancy Card kết hợp với màu Ribbons ở bảng Chicardia để tạo thành một cái màu hồng đỏ và tán vào phần đôi mắt. Nhưng mà xong rồi mình thấy là nó hơi bị đỏ quá, thế nên là mình lại dùng màu cake để tán lên toàn bộ hốc mắt để blend tất cả các màu lại với nhau. Và cuối cùng thì trông nó cũng ok. Mình dùng màu Leaping Fish để tán toàn bộ mi mắt dưới. Sau đó thì mình dùng màu Water Lily cộng với cả Rosy Sunset để nhấn ở phần đuôi mắt.
Cho phần môi thì mình đánh màu L02 của Perfect Diary Rouge Intense Velvet Slim Lipstick. Đây là một màu son đỏ hồng pha một chút đất trông rất là xinh và tôn da. Mình nghĩ là tông da nào cũng có thể đánh được màu này. Và ngoài ra thì cái thiết kế son rất là đẹp và kiểu sang trọng ấy. Cái thân son thì nó rất là mảnh, khiến cho mình cầm chắc tay và khi mà mình tô lên thì nó rất là dễ để điều khiển. Vì mình muốn cái make up look này nó nhẹ nhàng thôi, thế nên là mình dặm rất là nhẹ cái son này lên trên môi của mình và dùng ngón tay để tán đều ra. Màu son tiếp theo mà mình tán vào lòng môi là màu L04. Đây là một cái màu đỏ cực kỳ đẹp luôn. Nó là một kiểu màu đỏ nhung ấy. Mình nghĩ khi mà đến dịp lễ Giáng sinh, các thứ mà mọi người đánh full môi thì sẽ tạo nên được một cái make up look cực kỳ ấn tượng. Thế nhưng mà như đã nói thì ở make up lúc này mình sẽ làm tất cả mọi thứ rất là nhẹ nhàng thôi. Tiếp theo thì mình sẽ lấy cái màu hồng ở trong cái bảng Sculpting Glow Face Palette 01. Cái màu hồng này thì mình sẽ tán vào phần giữa của môi. Khi mà chúng mình bặm môi lại và tán vào giữa ấy, thì nó sẽ tạo nên một cái hiệu ứng là môi các bạn dày hơn, trông tự nhiên hơn. Nhưng mà có một lưu ý là chúng mình nên chọn một cái màu hồng cực kỳ tự nhiên, cực kỳ nhẹ. Và chúng mình sẽ tán rất nhẹ thôi, nếu không thì trông sẽ giống bị kiểu nhiệt hay là bị nứt nẻ gì đó. Tiếp theo là đến phần kẻ mày. Mình dùng bút kẻ mày màu 02 của Perfect Diary Beauty. Và cái màu này thì nó là một cái màu nâu đậm. Mình thấy cái bút này kẻ rất là dễ dàng, cái đầu của nó mảnh, thế nên là phẩy sợi trông rất là tự nhiên. Và cái màu này cũng hợp được với tất cả các loại màu da, màu tóc nữa. Mình thấy là không nên dùng cái bút kẻ mày màu đen xì, bởi vì nó sẽ khiến cho cái khuôn mặt mình trông rất là ác. Thế nên là mình nên dùng một cái màu nâu đậm như thế này, nó sẽ hợp lý hơn. Tiếp theo thì mình chuốt mi bằng Wide Angle Over Curl Lengthening Mascara của Perfect Diary. Đây là một cái đầu cọ mà chuốt rất là dễ và khiến cho mi mình dài ra khá là nhiều, như các bạn có thể thấy ở trong cái so sánh. Cho phần kẻ mắt ngày hôm nay thì mình dùng Slim Long Lasting Liquid Eyeliner của Perfect Diary. Và nó thật sự là long lasting luôn ạ. Bởi vì là đến cuối ngày khi mà mình về nhà tẩy trang thì mình thấy là eyeliner của mình vẫn còn nguyên. Và mình không thể tẩy trang bằng cái nước tẩy trang bình thường được, mà mình phải dùng tẩy trang chuyên dụng cho mắt và môi thì mới có thể tẩy được đi. Hôm nay thì mình không kẻ mắt quá sách lên trên, mà mình kẻ theo cái đường mi mắt và hất nhẹ ra ngoài một chút, để cho mắt mình nó to, tròn và nó dài ra ngoài. Nếu mà các bạn muốn một chiếc make up look cho mùa đông nhìn nhẹ nhàng, đáng yêu, má ửng hồng, mũi ửng hồng thì đến đây là ok rồi. Thế nhưng mà mình đang làm con thỏ, thế nên là mình sẽ extra thêm một vài bước nữa. Thì mình sẽ dùng một cái eyeliner màu trắng. Cái này mình mua của Sephora hoặc là mua của NYX cũng có. Thì mình sẽ kẻ ở phía trên cái đường eyeliner màu đen là mình đã kẻ từ trước, và cả ở phía dưới cái đường eyeliner màu đen đấy nữa. Ở phía đôi mắt dưới thì mình cũng có kẻ thêm 3 cái lông mi giả màu trắng để khiến cho mắt trông mở to hơn và khiến cho cái make up look này nó ấn tượng hơn. Sau khi đã xong xuôi hết rồi thì mình sẽ tô lại cái phần eyeliner màu đen để nó được sắc nét hơn. Và ở bước gần cuối cùng thì mình sẽ lấy cái eyeliner màu trắng vừa nãy và chấm tàn nhang lên trên mặt. Mình sẽ tập trung ở má này, sống mũi và đi lên trên hai phía thái dương. Thì khi mà chúng mình chấm được một vài cái, chúng mình sẽ lấy ngón tay để dặm ra, thì nó sẽ có cái đậm cái nhạt, trông sẽ tự nhiên hơn rất là nhiều. Ở những bước hoàn thiện cuối cùng thì mình sẽ dùng highlighter màu 06 và 02 Stardust Diamond Highlight Powder của Perfect Diary. Mình sẽ làm ướt cọ và đánh hai cái màu này lên trên gò má, lên trên chóp mũi, sống mũi, ở trên đỉnh của môi và cả một chút ở dưới cằm nữa. Cho cái highlight ở trong góc mắt thì mình chọn màu Lotus Leaf của cái bảng Fancy Cop. Và đây là make up look hoàn thiện của chúng mình. À đúng rồi, còn một cái nữa, đấy chính là cái bờm tai thỏ mà mình đã rất là mất công làm trong buổi tối ngày hôm qua. Ta-da! Màu môi của mình vẫn còn hơi nhạt quá, thế nên là mình chấm thêm một cái màu nữa lên. Đây là cái Light Shimmer Water Stain, cũng là của Perfect Diary luôn. Và cái này nó là một cái màu son đỏ bóng và có thêm một chút chút ánh nhũ, nhìn rất rất là xinh luôn.
J'appelle de mon téléphone par les gens de ton sol. Il devient un champignon, on serait les champignons. C'est de l'idée, c'est pas bon si tu vas en vie d'après. Le mieux de tout, reste pas d'en Yeah.